cùng ngược xuôi chung lối mòn. Ngày anh 20 tuổi, em đôi tám trắng tròn. Đêm lạnh còn trắng đơn gối lẻ, chưa buồn khi cánh vắng khép đôi mình. Cho đến hơn một lần tuổi trẻ như qua mất rồi, ngày tim lên tiếng gọi rồi tôi mến một người. Tâm tình chiều nào trên phố nhỏ, khi về lưu luyến mãi phố đèn. Bao thương nhớ từ độ anh vui bước quân hành, nửa năm mình vừa test một cái đoạn nhạc trên một cái cấu hình rất là nhỏ gọn các bạn ha, rất là xinh xắn nè. Nó bao gồm một cái chiếc sub của Bose các bạn. Thì đây là cái dòng sub Bose iCloudTMAT 3 Series 3 ha, hay chúng ta còn gọi là vắn tắt là Bose AM3 Series 3 nha các bạn. Đó thì cấu hình nó cũng giống như những bộ AM5 thôi, tuy nhiên cái dòng AM3 này thì nó chỉ bên trong nó chỉ có một bass 16 cm ha, mà thôi, và những cái bộ phân tần rất là đẹp và rất là chất của Bose. Và mình ghép chung với cái một cặp loa xí ngầu Cube đôi, cái dòng Cube G-Well các bạn. Cái dòng mà Cube cao cấp nằm trên các bộ lifestyle của Bose các bạn. Đó thì xét về kích thước thì cái dòng G-Well này là cái dòng Cube nó có kích thước nhỏ nhất trong tất cả các dòng Cube của Bose các bạn. Tuy nhiên cái chất âm nó mang lại phải nói là những cái người mà thích nghe những cái tiếng mộc mạc, những cái tiếng mà chi tiết các bạn, cái giọng hát thật á của ca sĩ thì người ta rất là thích những cái dòng Cube này đó, đặc biệt là những cái chú bác lớn tuổi ha, thường là mua những cặp Cube này về để ban đêm mở những cái bài hát du dương các bạn. Thì khi đó những cái tiếng nhạc nó đánh róc rách đánh nó rất là chi tiết các bạn, và cái giọng hát của người ca sĩ nó thật ha, nó có cái độ rất là thật, nó sạch sẽ và nó rất là thật các bạn. Đó thì chúng ta nghe cảm giác nó mộc mạc và nó thư giãn ha. Còn những cái dòng Cube khác như dòng Cube của AM5 Series 3 và những dòng Cube lớn đó thì thường cái tiếng của nó sẽ mang cái xu hướng là nó sẽ lực hơn ha, tiếng nó dày hơn. Nhưng mà xét về độ mà mộc mạc chi tiết các bạn thì cái dòng Cube G-Well này nó vẫn hơn ha. Đó. Và thực chất thì cái dòng Cube G-Well này nó nằm trên những cái đời lifestyle của Bose, thì nó sẽ những cái bộ lifestyle đó thì nó sẽ cao cấp hơn những cái dòng iCloudTMAT như là những cái dòng của AM5, AM10 vân vân nha các bạn. Đó. Thì hôm nay mình ghép như thế này nha các bạn, dây nhợ nó hơi lung tung do cái nó hơi chật nha các bạn. Đó, nhưng mà cái bộ này tuy nó nhỏ nhưng mà tùy cái không gian các bạn chơi. Ví dụ như cái phòng mà các bạn mà quá nhỏ thì các bạn mua một bộ quá lớn thì các bạn nghe nó chỉ nó gầm gừ và nó sẽ nghe tiếng nó không có thoát các bạn ha, nghe nó rất là khó chịu. Nên tùy không gian mà chúng ta chơi ha. Ví dụ nếu mà bạn nào có phòng ngủ ha nhỏ hơn 20m² đổ lại thì mình khuyến khích chơi bộ này nó sẽ hợp lý hơn là những cái bộ AM5 nha bạn. AM5 thì công suất nó hơi lớn hơn bộ này, thì vô những cái không gian nhỏ nếu mà chúng ta cách âm tiêu âm không tốt á, thì những cái tiếng bass nó gầm gừ chúng ta nghe rất là khó chịu. Còn với những cái bộ nhỏ như thế này các bạn ha, cấu hình nhỏ thế này thì chúng ta chơi diện tích nhỏ thì nó sẽ hay hơn rất là nhiều so với những bộ lớn. Nghĩa là tùy không gian mà chúng ta chọn cấu hình, chứ không phải lúc nào cấu hình khủng cũng là hay nha các bạn. Đã bộ này thì phải nói nghe ban đêm rất là hay nha. Đó. Rồi ok, thì mình sẽ có hình ảnh chi tiết cặp loa G-Well Cube nè các bạn, và cũng như hình ảnh của sub vân vân ha, trên kênh của mình nha các bạn. Đó. Thì cái dòng sub 1W ha, AM3 này kênh mình đang bán trên dưới 2 triệu một cái các bạn. Và cái dòng Cube G-Well này thì bán giá trên 2 triệu một cặp ha, một cặp là bao gồm như thế này. Đó là trên 2 triệu một cặp.
rồi cái này là trên dưới 2 triệu một cái đó, thì tùy hình thức, tùy ngoại hình, tùy tình trạng vân vân thì nó sẽ có giá chênh lệch nha các bạn. Đó thì các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với mình qua kênh Zalo là 0908 272812, mình sẽ gửi hình ảnh chi tiết của báo giá cụ thể cho các bạn xem ha. Và các bạn nào thấy hay thích, các bạn nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình cũng như để xem nhiều cái video clip của mình ha. Mình chuyên review test nhạc các sản phẩm âm thanh đa số là các mặt hàng của Bo nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn các bạn ở những cái video clip tiếp theo. Đừng quên nhấn nút chuông để nhận video mới.